chàng anh cái mùi dâu đó. Thôi ra kịch bản vậy thôi. Nói đây mình đang ôm nè. Hôm nay thì Hoàng Anh có cảnh ngoài hồ bơi. Mọi người biết hiện tại nhiệt độ ngoài là 39 độ C. Giờ Hoàng Anh đang bận bố lớp áo. Chưa giờ mà cảm giác mà giả giả một cái nhân vật mà nó nhiều nhiệt huyết như nhân vật này. Nhiệt cả trong nhân vật lẫn ngoài đời. Nếu như mai này ai làm em khóc thì đến cạnh bên thì thầm cùng anh. Lúc đôi mắt chúng ta sẽ đứng lên đi tìm niềm vui. Nếu như mai này cuộc đời buồn chán thì hãy cầm tay chạy khắp thế gian. Chỉ có nhau thôi, chỉ có nhau thôi suốt đời. Nếu như mai này đường đời sóng gió thì mình hãy cùng nhau bình tâm bước qua. Ta vẫn bước bên nhau, bên nhau, bên nhau như ngày đầu tiên. Nếu như mai này ngoài kia thế giới ai có cản ngăn tình yêu chúng ta, em sẽ